Xin chào tất cả các bạn. Đất nước Thụy Sĩ là một đất nước mệnh danh và rất là phát triển về chuyên ngành du lịch khách sạn. Và các trường tại đất nước Thụy Sĩ đều đang được rất nhiều các bạn sinh viên lựa chọn là điểm đến học tập trên chuyên ngành về du lịch và khách sạn này. Và hiểu được cái tâm lý đó thì hôm nay công ty du học Tân Đại Dương xin giới thiệu đến các bạn một trường chuyên đào tạo về ngành du lịch khách sạn, đó là trường HTMI tại Thụy Sĩ. Thì Thụy Sĩ được biết đến như là một cái nôi của ngành quản lý du lịch và khách sạn, với chất lượng đào tạo cao, truyền thống và phong cách quản lý cổ điển tại Thụy Sĩ. Thì có rất nhiều nhà quản lý lớn của các tập đoàn khách sạn như là Swissvale Hotel hay là Hilton hoặc là Intercontinental hay là Starwood, Sheraton, v.v. đều học tập và trưởng thành tại đất nước Thụy Sĩ. Thì trường HTMI được gọi là Thái Quân Rớt ở Sa Công, London là một trong những khu du lịch đẹp nhất ở Thụy Sĩ. Thì sinh viên sẽ được học tập và sinh hoạt và được thực tập tại hai khách sạn truyền thống và đẹp nhất tại Thụy Sĩ với những trang thiết bị rất là hiện đại và chất lượng. Tại đây thì các bạn sinh viên sẽ được thực tập trong một môi trường khách sạn thực sự. Vậy thì lý do tại sao mà các bạn nên chọn học ngành quản lý du lịch khách sạn tại đất nước Thụy Sĩ và đặc biệt là trường HTMI? Thì ngành du lịch khách sạn thì đang được công nhận là một trong những ngành mũi nhọn và đóng góp mạnh vào tỷ lệ tăng trưởng của nền kinh tế ở Việt Nam. Và hiện nay thì chính phủ cũng đã có những cái chính sách khuyến khích và đầu tư vốn nước ngoài vào lĩnh vực này. Và trong cái chương trình phát triển từ năm 2010 đến 2015 thì sẽ ở Việt Nam mình sẽ có tổng cộng là khoảng 55 khách sạn resort khu mọi người đã có 5 sao được khai trương tại các địa điểm khác nhau ở đất nước Việt Nam, chủ yếu là kể vào năm 2014 và năm 2015. Ngoài ra thì ngành du lịch khách sạn cũng đang rất thiếu lao động trầm trọng và đang gần là khoảng 6.000 lao động hàng năm, trong khi chỉ có 1/3 nhu cầu được đáp ứng bởi các trường du lịch và dịch nghề tại Việt Nam. Điều này thì có thể thấy là khi mà hầu như là các hoạt động của cái tổng cục du lịch Việt Nam mà hiện thời là chương trình đào tạo nguồn nhân lực đều chú trọng về chuyên ngành quản trị du lịch khách sạn này. Do đó thì các sinh viên khi theo học, ví dụ như mà bạn học từ năm 2009 thì các bạn tốt nghiệp vào năm 2012 và vào thời điểm này thì học sinh sẽ có được tới 2 bằng cử nhân và 2 năm kinh nghiệm làm việc tại đất nước Thụy Sĩ. Nếu như sử dụng tốt những cái lợi thế này thì các bạn sinh viên sẽ có cơ hội làm việc tại các tập đoàn khách sạn lớn ở nước ngoài ít nhất là trong 2 năm, và đến năm 2015 thì khi mà các tập đoàn khách sạn lớn chính thức khai trương tại Việt Nam thì các bạn học sinh sẽ trở về và có thể đăng ký vào các vị trí quản lý. Và kinh nghiệm tại trường HTMI cho thấy là làm việc tại các khách sạn mới khai trương sẽ có khả năng thăng tiến cao và nhanh hơn so với các khách sạn đã có nguyên chủ và hình thành đội ngũ quản lý. Và trường HTMI cũng đưa ra một vài mức lương hiện nay cơ bản dành cho các vị trí cơ bản và thấp nhất tại các khách sạn năm sao ở Việt Nam, như là từ 150 đô tới 300 đô, vị trí giám sát là 400 tới 550 đô la Mỹ, trợ lý là từ 600 tới 800 đô la Mỹ, trưởng bộ phận là từ 1.000 đô tới 2.000 đô la Mỹ, tổng giám đốc quản lý cấp cao là từ 2.000 tới 4.000 đô la Mỹ một tháng. Đó là mức lương rất là hấp dẫn. Và trong khi đó mức lương trung bình, ví dụ các bạn có cơ hội mà học tại Thụy Sĩ trong các bạn chuyển tiếp sang Mỹ thì mức lương hiện giờ đó là khoảng từ 11.5 tới 13.5 đô la Mỹ trên một giờ và 13.5 tới 16.5 giờ cho với đối tượng là người quản lý trở lên, và từ 17.5 tới 19.5 với là trợ lý, và 22 đô cho 1 giờ trở lên đối với chính phủ là từ giám đốc. Và theo những thông tin vừa rồi thì các bạn cũng thấy là chuyên ngành về quản trị du lịch khách sạn đang thực sự rất là khó trong những năm tiếp theo đây, và hy vọng với những thông tin vừa rồi các bạn cũng đã hiểu sơ về đất nước Thụy Sĩ cũng như là hiểu thêm về một trường HTMI tại đất nước Thụy Sĩ này. Và mọi thông tin thắc mắc về chương trình du học về du lịch khách sạn tại đất nước Thụy Sĩ trường HTMI thì các bạn hãy liên hệ ngay với công ty du học Tân Đại Dương để nhận tuyển sinh chính thức của trường HTMI tại Việt Nam và với hơn 10 năm kinh nghiệm trong việc làm hồ sơ và tư vấn du học Thụy Sĩ. Qua số điện các bạn có thể liên hệ qua số điện thoại là 0838382080 hoặc là 0838484879, và các bạn cũng có thể liên hệ trực tiếp với công ty qua địa chỉ là 902 đường Trần Hưng Đạo, phường Bảy, quận 5 hoặc là 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1. Và cũng có thể là các bạn truy cập vào website là tanbinh.com.vn hay là tele.com. Và xin lưu ý là công ty Tân Định Dương còn có một số hộ khách hàng. Xin chào và hẹn gặp lại.